Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Hôm nay Chất Quê có dịp đến cánh đồng hoa sen vào một buổi sáng. Thì các bạn đã biết hoa sen mà buổi sáng thì nở trông rất là đẹp và có những cái giọt sương còn đọng lại trên lá sen trông rất là đẹp. Vì vậy hôm nay Chất Quê sẽ ghi lại một số hình ảnh cánh đồng sen để gửi đến tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn ơi, nếu mà thấy những hình ảnh trông đẹp thì mình xin cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Xin chào và cảm ơn nhé. chơi của các bạn. Các bạn, đây là một đài sen. Cái đài sen này mới chỉ có đúng vậy thôi chứ chưa có dùng được nha anh chị và các bạn. Đây ở xa xa kia là có một số zoom lại cho các bạn cùng xem nhé. Hoa sen vào buổi sáng nở rất tươi và rất đẹp. Trong đầm thì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen dịu dàng. Đây là một số câu thơ nói về sen. Dễ dàng mà lại sen lá xanh, gần bùng mà chẳng khôi tanh mùi bùn. Đọc thơ ngẫu hứng, có gì các anh chị và các bạn bỏ qua cho nhé. Một hoa sen rất đẹp, nở rất tươi.